Xin chào quý vị và bà con. Ở miền Trung từ hôm nay mưa sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện rải rác tập trung về chiều và đêm. Còn ban ngày trời chuyển nắng về trưa chiều, nên nhiệt độ toàn khu vực có xu hướng tăng dần, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ, có nơi 33 độ. Thời tiết thuận lợi cho bà con khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua. Thưa bà con, đợt mưa lũ lớn vừa qua ở miền Trung gây ảnh hưởng lớn đến tài sản, tính mạng và sản xuất nông nghiệp. Để chủ động triển khai các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, động vật sau mưa lũ, bà con cần thực hiện các biện pháp sau. Khi nước rút, phải vệ sinh cơ sở trước khi phun hóa chất sát trùng. Nước rút đến đâu, quét dọn, vệ sinh chuồng trại, bãi chăn, thu gom rác thải đến đó. Tiến hành phun khử trùng tiêu độc bằng các chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong nền chuồng và bãi chăn thả. Với những gia súc có biểu hiện rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh đường hô hấp thì phải cách ly và điều trị kịp thời. Mở bạt chuồng nuôi để cho ánh nắng chiếu sáng vào khu vực chuồng để tăng hiệu quả diệt khuẩn. Định kỳ từ 1 đến 2 lần một tuần thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi để chủ động phòng dịch. Trở lại với những thông tin thời tiết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang chuyển dần sang mùa khô, nên trong 2 ngày cuối tuần và ban ngày trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 28 đến 32 độ tại Tây Nguyên và 31 đến 34 độ tại Nam Bộ. Chiều tối có mưa rào rải rác, một vài nơi có dông. Tuy nhiên bà con vẫn cần đề phòng cục bộ có thể xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và cả gió giật mạnh. Trở ra với Bắc Bộ, trong 2 ngày cuối tuần vẫn phổ biến ban ngày nắng hanh khô, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn miền đều ở mức 29 đến 32 độ. Độ ẩm không khí vẫn ở mức thấp. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 21 đến 24 độ. Khu vực vùng núi có nơi dưới 20 độ, vùng núi cao chỉ từ 13 đến 16 độ, trời rét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin chào và hẹn gặp lại!